Công an tỉnh Vĩnh Long đã bắt tạm giam Thạch Tranh Dara, sinh năm 1990 và Kim Khiêm, sinh năm 1978, cùng ngụ xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Cùng ngày thì công an huyện Tam Bình đã bắt tạm giam Thạch Ve Sanan, sinh năm 1987, ngụ xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình về hành vi bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật. Theo cơ quan an ninh điều tra, từ năm 2020 đến nay, Thạch Chanh Dara và Kim Khiêm sử dụng mạng xã hội đăng tải, chia sẻ bài viết, video và live stream nhiều thông tin sai sự thật, giả mạo, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự nhân phẩm của cá nhân. Với những hành vi nêu trên của Thạch Chanh Dara, Hội đồng Ít Ma, Hội đồng do Phật giáo địa phương thành lập để xét xử theo luật Phật chế định, kết luận Thạch Chanh Dara đã vi phạm hiến trương Giáo hội Phật giáo Việt Nam làm tổn hại đến thanh danh, sự hòa hợp giữa tăng đoàn với tăng đoàn, giữa tăng đoàn và ban quản trị chùa Đại Thọ, gây phương hại đến khối đại đoàn kết. Do đó, hội đồng yết ma đã biểu quyết và kết quả 100% đồng ý khai trừ, không công nhận Thạch Chanh Dara là thành viên tăng đoàn và Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Công an thành phố Hà Nội thông tin, mới đây đơn vị đã nhận được đơn trình báo của một người phụ nữ bị lừa đảo số tiền rất lớn khi tham gia mô hình kinh doanh dropshipping qua ứng dụng Supply Helper. Cụ thể, chị H, chú tại Hà Nội cho biết, có quen biết đối tượng giới thiệu bán hàng online và được khoe lãi 80 triệu sau khi bán được hai chiếc đồng hồ qua ứng dụng Supply Helper. Khi khách hàng đặt hàng, chị H phải gửi lệnh thanh toán bằng đô la Mỹ trên ứng dụng và quy đổi thành tiền Việt Nam để chuyển cho các đối tượng. Sau khi khách hàng nhận được tiền, chị H sẽ nhận lại được tiền gốc và 18% tiền lãi. Đơn hàng đầu tiên, chị Hát nạp 511,28 đô la Mỹ, lãi 61,35 đô la Mỹ. Chị nhận được đầy đủ tiền hàng và lãi. Sau đó chị tiếp tục đặt 46 đơn hàng, rút được tiền của một số đơn hàng. Khi số tiền nạp mua đơn hàng là 12 tỷ đồng, các đối tượng đã chặn liên lạc với chị H và không cho rút tiền. Lúc này chị H mới biết mình bị lừa và đến cơ quan công an trình báo. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đang tạm giữ Lương Thị Thanh Thúy, 41 tuổi, chú phường Khánh Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi giết người. Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, tối ngày 20 tháng 3, ông Thanh đi nhậu về nhà xong thì tiếp tục lấy xe máy để đi nhậu tiếp. Cho rằng ông Thanh nhậu nhẹt cả ngày không lo việc gia đình, Thúy chạy ra kéo xe lại, ngăn cản không cho đi. Giữa hai người xảy ra mâu thuẫn cự cãi. Bực tức, ông Thanh lấy chén xứ ném về phía bà Thúy nhưng không trúng. Nóng giận với hành động của chồng, Thúy lấy dao để gần đó lao đến đâm ông Thanh nhiều nhát vào người. Thấy chồng ôm bụng kêu la, máu chảy nhiều. Thúy quảng dao đi và cùng người thân đưa chồng đến bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu. Ông Thanh bị thương nặng được chuyển đi bệnh viện tuyến ở thành phố Hồ Chí Minh điều trị nhưng tử vong trên đường đi. Sau vụ việc, Thúy đã tự nguyện đến trụ sở công an khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Công an thành phố Tân Nguyên tỉnh Bình Dương đang củng cố hồ sơ vụ việc tạm giữ hình sự Hồ Đình Quyết, sinh năm 1990, ngụ thành phố Tân Nguyên để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 13 giờ ngày 22 tháng 3, Quyết cùng với B, sinh năm 1985, quê tỉnh Hà Tĩnh, rủ nhau đi ô tô đến một quán bia thuộc khu phố Khánh Lộc, phường Khánh Bình, thành phố Tân Nguyên để chơi. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, giữa Quyết và B xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi nhau. Sau khi được mọi người can ngăn cả hai đi ra về, Do bực tức nên khi ra về, quyết điều khiển xe ô tô của mình đâm vào người và xe ô tô của B đang đậu bên đường, làm nạn nhân bị gãy chân còn xe hư hỏng. Ngay sau đó thì quyết điều khiển xe rời khỏi hiện trường, B được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Chiều ngày 27 tháng 3, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tiến hành tuyên án vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra ở Tân Hoàng Minh với 15 bị cáo, trong đó có Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng, Phó Tổng Giám đốc Tân Hoàng Minh Đỗ Hoàng Việt. Hội đồng xét xử nhận định, tại phiên tòa, các bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội như cáo trạng nêu. Các bị cáo đều khai nhận đã thực hiện các hành vi gian dối trong việc trao đổi, thống nhất với các bị cáo trong công ty kiểm toán, lập hồ sơ, gian dối trong việc tạo lập giá trị ảo, chạy dòng tiền khống, giá trị ảo. Sử dụng tiền lấy được không đúng mục đích là hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tội phạm được hoàn thành kể từ khi các bị cáo lấy được tiền của nhà đầu tư. Mặc dù vậy, các bị cáo cũng được hưởng nhiều tình tiết giảm nhẹ. Theo tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, khắc phục hầu hết hậu quả của vụ án là hơn 8.600 tỷ đồng cho hơn 6.600 nhà đầu tư. Ngoài ra các bị cáo có nhiều bằng khen, gia đình có công với cách mạng cũng là những tình tiết giảm nhẹ. Hội đồng xét xử cho rằng không có căn cứ để tính các loại lãi từ trái phiếu theo yêu cầu của một số bị hại và luật sư. Về mức án cụ thể, tòa tuyên 15 bị cáo phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị cáo Đỗ Anh Dũng, chủ tịch Tân Hoàng Minh phải nhận mức án cao nhất trong số các bị cáo là 8 năm tù giam. Đỗ Hoàng Việt nhận 36 tháng tù giam.